đang rơi, thương con sao bay xa bay. Dù năm tháng đổi thay, tiếng ca vẫn như còn đây. Rất vui được gặp lại các bác ở video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở video clip lần này em sẽ phối ghép và tiết âm gửi đến các bác một bộ cấu hình nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời trong gia đình, gồm có cặp loa Tannoy Settling TWW, thứ hai đó là một chiếc âm ly đèn cao cấp đến từ thương hiệu Luckman của Nhật Bản, và thứ ba đó là chiếc đầu CDD Nông 1650GL. Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về từng mẫu sản phẩm. Trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa Settling TWW trước. Đây là một mẫu model rất là nổi tiếng của dòng loa Tannoy. Chất âm thì cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp, về hình thức kiểu dáng của nó thì rất là đẹp. Đối với dòng model này thì chắc chắn thì em cũng không cần phải nói, thì các bác cũng đã biết đến về cái độ hot của cặp loa này rồi. Chủ yếu thì em quay qua về cái tình trạng của sản phẩm để các bác thấy được rõ về cái độ đẹp của nó thôi. Đây là cặp loa có số seri liền kề nhau. Các bác thấy xung quanh được bố trí một màu vàng từ mặt trước cũng như là tứ xung quanh, các bác thấy rất là đẹp. Đối với dòng model này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có độ nhạy là 93 dB, và có công suất max lên đến 250W trên một loa. Cặp loa này thì nó có chiều cao là 70, ngang là 48,6 và sâu nó là 31. Mỗi một chiếc loa này thì nó có trọng lượng lên tới là 22kg trên một chiếc. Ở mặt trước thì còn nó còn một cái tấm e căng nữa, tuy nhiên thì em cũng đã bỏ tấm e căng ra để các bác cùng quan sát về cái độ đẹp của cặp loa này. Các bác thấy thì nó còn nguyên cả tem cờ. Ở dưới là một cái bảng vi tinh chỉnh. Các bác muốn chỉnh về dải cao cũng như là về dải trầm thì các bác có thể tút là các bác có thể vặn vào. Và cặp loa với tình trạng rất là xuất sắc như thế này thì có mức giá là 68 triệu đồng. Đối với dòng này thì các bác có thể lựa chọn những dòng âm ly của Akufei rồi là Mark Intop, các bác đánh rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì ở video clip này thì em sử dụng một chiếc âm ly đèn cao cấp đến từ thương hiệu Luckman của Nhật Bản. Đó là dòng model LX32U. Đây là một mẫu âm ly phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu Luckman. Các bác lưu ý nhé, đây là dòng chữ ký luôn. Đấy. Nói đến dòng chữ ký thì các bác biết rồi, có rất nhiều những mẫu model nổi tiếng từ những dòng từ 55A rồi là 58, 68. Các bác thấy thì đều có chữ ký, rồi là kể cả những cái dòng 38 Singer. Đấy, đều là những cái dòng chữ ký rất là nổi tiếng của hãng Luckman. Và đây là một dòng âm ly thì các bác thấy được thiết kế vừa hiện đại như lại vừa rất là cổ kính. Vì sao? Thì các bác thấy thì xung quanh của nó được bọc bằng vỏ gỗ. Các bác thấy đây, tạo lên sự sang trọng cho dòng model này. Và ở mặt trước thì nó sử dụng mặt phay nhôm trắng. Đây là một chiếc âm ly mới tinh. Đấy, các bác thấy thì nó cũng được sản xuất những năm gần đây thôi. Và nó còn nguyên cả thùng đầy đủ phụ kiện, và thùng cắt tông của nó thì vẫn còn đẹp kinh co. Và đây là dòng âm ly đài cao cho nên thì nó cũng đã thích hợp có điều khiển từ xa rồi. Đây là tổng quan ở mặt trước, các bác thấy chế độ cắt các tần số của dải trầm, dải chép. Ở dưới là chế độ chỉnh bass chép này, rồi là các bác thấy tone DJ, các bác có thể bật về DJ thì không chỉnh được bass chép, rồi là ấn về tone thì sẽ chỉnh được bass chép này, rồi là low cut này, rồi là mono site, rồi là tape monitor. Đây là cổng phono CD line 1, line 2, rồi là dưới là speaker AB và A+B. Đây là kim MC và kim MM, đây là chế độ tắt cầu loa. Đấy. Đây là chế độ đánh ba lăng, rồi là volume, muting. Đó là tổng quan mặt trước của chiếc âm ly này. Với tình trạng của nó thì các bác không phải lăn tăn vì đây là hàng còn nguyên thùng. Đấy. Đối với mẫu âm ly này thì nó sử dụng đến 8 bóng L34 bóng công suất, cho nên đem đến âm thanh rất là tinh tế. Những dòng âm ly đèn thì các bác biết rồi, đem đến âm thanh cực kỳ là trong trẻo, chi tiết. Và hơn nữa đây là được thiết kế trên phiên bản cao cấp của hãng Luckman, và nó sử dụng đến 8 bóng L34, một chất âm rất là tuyệt vời cho dòng model này. Và những mẫu âm ly đèn này thì các bác có thể sử dụng đánh với những dòng loa của Tannoy này, JB này, B và V kép này, oánh thì cực kỳ là phê, âm thanh cực kỳ là trong trẻo và tĩnh lặng. Và chiếc âm ly này thì có mức giá là 50. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy đây là chiếc đầu CD Denon 1650GL phiên bản Limited. Rất là quen thuộc đối với các bác rồi. Hai bên sử dụng hai cái màu gỗ được bố trí sơn bóng piano, và ở mặt trước cũng như ở trên nóc của nó thì được sử dụng mặt màu vàng chanh. Đối với những mẫu đầu này thì mắt của nó rất là khỏe và cơ của nó chạy cực kỳ là êm.
chạy rất là bền và chất âm của nó đem đến âm thanh rất là đều ba dài. Và chiếc đầu này thì có mức giá là 13 với tình trạng của nó cũng rất là xuất sắc. Ngoài việc xuất tín hiệu ra đường analog thì nó cho chúng ta có thể xuất tín hiệu ra đường ba chân rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em sẽ đi vào test chất âm của bộ ba sản phẩm này để các bác cùng vào nghe và thẩm âm trên bộ cấu hình này. Và các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Thank you.
Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức chất âm rất là trong trẻo, tĩnh lặng của bộ cấu hình này rồi. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.